Chào ngày mới anh chị, kính chào quý vị khán giả của Cà phê Sáng. Dự báo là thời tiết hanh khô vẫn còn duy trì trong khoảng 5 ngày nữa, tức là đến thứ 3 tuần sau tại Hà Nội đấy ạ. Khoảng thời gian sáng sớm là lúc mà độ ẩm lên cao nhất trong ngày, vậy nên là chúng ta sẽ cảm thấy thời tiết bớt hanh khô hơn. Như tại Hà Nội ngay lúc này, độ ẩm đang là 82%, nhưng mà với mức nhiệt là chỉ 13 độ như thế này, quý vị sẽ cảm thấy rét đấy ạ. Sau khoảng 1 đến 2 tiếng nữa, khi mà nắng lên rồi, thì nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên. Nhưng mà đồng thời thì độ ẩm sẽ thấp dần xuống. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 24 độ vào lúc 13 giờ. Thế nhưng mà cùng thời điểm, độ ẩm lại chỉ có khoảng là 36%. Trong thời tiết hanh khô như thế này, nếu bất cẩn trong việc sử dụng lửa và điện gây ra cháy nổ, thì những đám cháy sẽ lan ra rất nhanh và khó có thể được khống chế. Trên thực tế là hai ngày qua đã liên tiếp xảy ra những vụ cháy tại Hà Nội gây thiệt hại về mặt tài sản, mà nhiều nhà xưởng, kho bãi, kho hàng tại Hà Nội thì lại đang tích lũy hàng hóa để phục vụ cho Tết. Vì nên là quý vị cần lưu ý, chúng ta hãy sớm gắn các thiết bị cảnh báo cháy nổ, khóa bếp ga và tắt các thiết bị điện khi không còn dùng đến nữa. Quý vị cũng không nên để các thiết bị dễ cháy nổ, các vật dụng dễ cháy nổ như thế này ở gần với nguồn điện hay là khu vực bếp nấu. Hy vọng rằng với những tư vấn vừa rồi sẽ giúp quý vị đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong những ngày thời tiết hanh khô như thế này. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước. Thị xã Sapa sau buổi sáng rét cóng, dự báo đến trưa chiều có nắng, trời đỡ rét hơn, nhiệt độ cao nhất 9 độ. Thành phố Hạ Long hôm nay trời cũng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Thành phố Đà Nẵng vẫn có lúc có mưa trong ngày, gia tăng cảm giác lạnh, nhiệt độ không quá 22 độ. Thành phố Hội An cũng tương tự Đà Nẵng, trời mưa lạnh, nhiệt độ sẽ là 22 độ. Thành phố Đà Lạt dự báo trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 21 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không mưa, nắng mạnh vào trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Thành phố Cà Mau nắng đến chiều, trời dịu mát với nhiệt độ khoảng 31 độ, chiều tối có mưa rào nhẹ.